đồ gia dụng có được mang về Việt Nam không ạ? Đồ gia dụng có mang về Sài Gòn được không bạn? Câu trời là có nha mọi người. Đối với những giao dịch có giá trị nhỏ như thế này, các bạn được phép mua bán và mang về Việt Nam bằng đường bộ một cách bình thường. Đây gọi là hình thức thương mại tiểu ngạch. Còn bây giờ thì cùng mình unboxing xem cho chuyến đi hàng khẩu vừa rồi có gì hay ho nhá. Đầu tiên là món gia dụng mà mình thích nhất trong cả chuyến đi, đó là viên giặt xả 4 trong 1. Ban đầu mình chốt đơn vì nó quá thơm đi, nhưng suy nghĩ lại thì nó cũng rất là tiện nữa. Có thể thay thế cho một chai nước giặt, một chai nước xả, khá là tiết kiệm đấy chứ. Với cả cũng rất là nhẹ và gọn nên mình có thể thoải mái xách về Sài Gòn qua đường hàng không. Món mà mình tâm đắc thứ hai chính là nước rửa chén hương ngồi hồng. Trong tận Trung Quốc để mua nước rửa chén thì có bị hâm không? Cũng chút chút đấy. Mình mê nó bởi vì cái hương trái cây rất là tự nhiên, tạo nhiều bọt mà sau khi rửa xong tay lại còn mềm mịn nữa chứ. Và món gia dụng thứ ba chính là cái khử mùi bồn cầu hình bông hoa. Chắc bạn nào hay cài tóp tóp với tẩu huyên thì biết cái này đúng không? Tiếp theo là sang đồ ăn nhá. Trung Quốc thì nổi tiếng với nhiều món kỳ quái rồi, và trên màn hình chính là sữa đóng lon nhá mọi người. Nói thật thì cái này cũng hơi giống sữa ông thọ pha loãng. Tiếp theo là một chai nước lọc vị đào. Hôm trước mình mua cả vị vải cũng ngon lắm mọi người ạ. Có vẻ các bạn rất là thích trà sữa đúng không? Nhất là cái quán hôm trước mình quay, nhưng mà đây mới là cái trà sữa mà mình hứng thú nhất. Mình khá là hảo ngọt nên không thể nào mà bỏ qua cái thạch trái cây uống này được rồi. Trong một túi thì sẽ có 3 vị dâu, cam và nho nhá. Uống thì hơi chua chua ngọt ngọt, nhai nhai giòn giòn rất vui miệng. Cuối cùng mới gọi là bom tấn đây này, thế giới xúc xích, vũ trụ xúc xích, từ to đến nhỏ loại nào cũng có. Và đã đi sang Trung Quốc thì phải ăn thử mì gói Trung Quốc nha các bạn. Đây là mì gói vị bò cay, nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? À, có một số bạn hỏi mình là nếu như mà không biết tiếng Trung thì sang đây mua bán kiểu gì nhỉ? Rất đơn giản nhá, các bạn chỉ cần tải Google dịch về máy, sau đó quét chữ trên sản phẩm qua camera, đợi vài giây thôi là ứng dụng sẽ tự động dịch sang tiếng Việt. Và đây là toàn bộ chuyến lệ phẩm của mình. Bye.